Ở đây à, đường nhỏ nhưng mà có bản dự án nha anh chị Đường này đường xe ba gác nha anh chị Đó, dạ em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang Xin chào anh chị nha Hôm nay em về xã Sông Thuận Của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Tên con đường Lộ Đan này nè Để quay giới thiệu cho anh chị mình một mảnh đất vườn trồng sầu riêng Có tổng diện tích là 3.000m2 trước tiên em sẽ giới thiệu sơ lược về vị trí con đường Và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn nha Hướng trên màn hình anh chị đang xem Đây là hướng đi thông về đường Lộ Me Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà lên tới đường Lộ Me đó thì à, tầm khoảng 600m là tới nha anh chị. Và đường đó là đường nhựa nha anh chị. Và lên đó thì anh chị cũng có thể ghé bên phải thì anh chị cũng có thể về đường quyện Lộ 35. Rồi lên chợ đầu mối tới cây của Vĩnh Kim luôn. Rồi anh chị ghé mấy bên trái thì anh chị cũng có thể ra ngoài đường tỉnh Lộ 876 luôn. Khoảng cách từ đây mà ra tới tỉnh Lộ 876 thì tầm khoảng... 1,5 km là tới nhanh chị Ở đây thì điện nước và wifi đều có đầy đủ hết luôn Cho nên vấn đề điện nước và wifi thì anh chị an tâm Còn cái hướng ngược lại nè Đây là con đường thông Đây là anh chị đi thông ra đường tỉnh lộ 864 Thông ra ngoài Ủy ban nhân dân xã Sông Thận Ngay đó có chợ, có trường học, có đầy đủ tiện ích luôn Khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà ra tỉnh lộ 864 khu vực quỹ ban nữa là tầm khoảng tầm khoảng 1,2 km là tới nha anh chị ra đó rồi anh chị cũng có nhiều công ty xí nghiệp ở đó nào là công ty giảng đức công ty đại thành rồi nói chung là nhiều công ty ở đó lắm còn cái vườn uh, sầu riêng nhỏ em giới thiệu cho anh chị hôm nay nó có góc hai mặt tiền luôn nha anh chị bên đây mình có một mặt tiền đường nhỏ nè nhưng mà đường này thì chắc không mở rồi còn con đường bên đây thì sau này nhiều nước mở nha anh chị nó có bản dự án mở luôn Anh chị vừa thấy bản dự án mở luôn Nó tính từ ngay miếng này nè anh chị Mà mình đi dài theo cái cặp cái con gạch này luôn Là mình có 50 mét mặt tiền Và cái chiều sâu của mình là khoảng 60 Do cái mảnh này nó có tới 3 sổ lần Cho nên em có cộng lại Thì độ khoảng vậy đó anh chị Cộng sơ sơ lại Nhiều khi mấy cái lẻ thì Em bỏ em cộng mấy cái chẳng á Cho nên 3.000 mét vuông mà nó có tới 3 sổ là anh chị Bên trong thì chủ đang tồng loại sầu riêng Là món thon nha anh chị Chỉ có mấy gốc là ghi sáu à Ở đây thì anh chị thấy khu này thì vườn nhiều Nhưng mà bước ra khúc thì nhà nhiều nha anh chị Rồi cái khúc bên đây nè Thì cũng có nhiều nhà bên trong Nhưng mà chỉ có nghe cái vị trí mình là ít nhà thôi Thường thường anh chị trồng sầu riêng Anh chị hay tìm có những cái con gạch mà nước chảy đâu này kia là đây cái mảnh này phù hợp cho anh chị mình luôn nhưng mà quan trọng là cái giá anh chị có phù hợp hay không thôi chứ đây hiện gạo lưới biển mươi thì chủ đã làm sẵn rồi mình được gốc hai mặt tiền luôn bên đó mình còn một mặt tiền nữa nha anh chị mặt tiền bên đây thì đường tương lai sau này ô tô còn mặt tiền bên kia là chỉ có là đường xe máy thôi lộ rộng đâu gần mét rưỡi nhưng mà đường đó thì không có mở nha còn đường này thì sau này nhà nước sẽ mở tại bây giờ con lộ này hồi xưa mở trước cho nên nó nhỏ bây giờ thì nó cũng xuống cấp rồi thời gian nữa thì nhà nước sẽ làm lộ lại cho nó sẽ đẹp hơn nha nó thông ra ngoài tỉnh lộ 864 luôn nó 50m thì mình tới ngay cái miếng này nha anh chị ngay miếng này ngay vị trí này luôn tới đây còn cái phần bên đây á, thì của của mấy ông anh, mấy ông anh trong đây thì tại người ta có cái sổ bên đây riêng vô đó riêng mình lại chỉ có tới đây thôi. Và trước khi mình bước vào bên trong cái mảnh vườn sầu riêng của mình, thì em sẽ quay về hướng mặt tiền cho anh chị mình xem trước. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng đông, cho cô chú anh chị nào hạp về phong thủy để tiện tham khảo luôn nha. Còn tính từ ngay cái vị tí đất của mình mà về tới trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Thời gian đi tầm khoảng 24 phút, khoảng cách là 13 km. À. Còn anh chị nào mà ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, em sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà anh chị về tới đây, thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 11 phút, khoảng cách là 58 km. Còn anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh Em sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây Mà anh chị về tới đây Thời gian đi tầm khoảng 1 giờ 37 phút khoảng cách là 67 km Đó là vừa rồi em lên định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem Rồi bây giờ để em sẽ di chuyển vào bên trong Cái mảnh đất của mình Trồng sầu riêng và bưởi nha anh chị Cho cô chú anh chị nào mà thấy phù hợp cái vị trí này thì anh chị liên hệ cho em mua cái mảnh này đây phía trước mình có hàng gào nó hết rồi trước mình tầm hàng cao cũng rất đẹp nha đó 50 mét thì chỉ lấy bên cái mí gành ống nước này nha anh chị đổ dài qua bên kia còn bên đây thì vô bên đây mấy anh em còn cái đường bên đây nữa còn phần bên đây là cái phần bán nè ở đây thì anh chị cũng nhìn thấy rồi tông đất mình thì sạch đẹp không có màu mã gì hết nha nó đất mình rất là cao gáo sạch đẹp không màu mã luôn đường phía trước mình hiện tại đường nhỏ cho nên cái giá mà chủ đưa ra em thấy cũng rất phù hợp trong cái thời điểm hiện tại bây giờ giả lợi sầu riêng của mình thì nhỏ nữa cho nên là chủ đưa ra cái giá là 750 triệu cho 1.000 mét vuông tức là 750 triệu cho một công đất anh chị công đất ở quê em thì à, một công đất là 1.000 mét vuông như vậy thì mình có tổng diện tích là 3.000 mình có tổng diện tích là 3.000 mét vuông thì em tính hạo hạo thì nó ra đâu đó tầm khoảng 2 tỷ 250 triệu nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí địa chỉ là xã sông thuận của huyện châu thành tỉnh tiền giang thì anh chị liên hệ cho em theo số điện thoại là 039 545 4645 em sẽ trực tiếp dẫn anh chị mình đến xem được thì anh chị có thể uh, mua mảnh này về làm giường hoặc là anh chị uh, cô chú nào á uh, mà lớn tuổi thì có uh, con đông á uh, thì anh chị uh, mua cái mảnh này về chia cho ba người con cũng dẫn uh, được nha tại uh, mình có tới ba uh, sổ lận một sổ uh, thì uh, thì một ngàn mét vuông mình có ba sổ thì mình chia cho ba người con thì rất là tuyệt vời luôn rồi góc hai mặt tiền luôn bên đó có một mặt tiền nữa còn ở đây đường thoát nước thì anh chị an tâm đường thoát nước rồi điện nước wifi đồ này kia thì đầy đủ hết rồi, rồi nếu như anh chị nào mà thấy phù hợp thì liên hệ cho mình xem nha rồi em sẽ dẫn anh chị mình đến xem còn bây giờ để em sẽ di chuyển sâu lên phía trên cho anh chị mình xem chi tiết luôn đây thì anh chị cũng nhìn thấy nè bưởi thì cũng có một số bưởi hồi trước thì trồng bưởi nha anh chị sau này cải tạo lại tầng sầu riêng nhưng mà bây giờ thì chủ kẹt quá chủ cần bán luôn hết luôn ba ngàn mét vuông này Đó, anh chị nhìn thấy ha bên đây thì cây bưởi tái cũng rất là sai em thì em đi quay qua quay lại cho anh chị mình xem coi cái vị trí này anh chị có phù hợp thì anh chị cũng xem kỹ cái video của em à, được thì anh chị về mua mảnh này nha Đó, như em đã nói hồi đầu thì mảnh đất mình có tới 3 sổ lận Đó, cây lâu năm chưa có thổ cư giá là 750 triệu cho 1 000 mét vuông giá hết đất thì tầm khoảng 2 tỷ 250 triệu sau riêng sau riêng mình thì cũng mới trồng đây à lỗi sau riêng mình thì ghi 6 nha được cái bên trong mình còn một cái mặt tiền đường nữa. Nếu mình lấy mặt tiền đường nhỏ này thì mình có mặt tiền nhỏ tới 60m nha anh chị. Còn lấy mặt tiền được nhưng mà anh chị lấy mặt tiền bên kia đi, nó có cái đường bự hơn. Đường bự sau này ô tô mình mới vào được, còn bây giờ thì tạm thời là chưa. Tại vì do do cái lộn mình nó đang hư rồi ngày xưa đường này đông cho nên nhà nước người ta làm tước rồi sau này mới có cái chỉ thị làm lộ là phải từ hai mét rưỡi tới lên chứ không cho làm nhỏ nữa rồi thành ra những con lộ làm tước đó, thì bây giờ nó cũng đã xuống cấp rồi cho nên nhà nước làm lại thì cũng phải hai mét rưỡi tới lên nha anh chị nếu hai mét rưỡi thì ô tô bay chỗ nếu nó thoáng đó, thì ô tô bay chỗ mình chạy vào cũng vẫn được luôn nha nó ra ngoài cái ganh đó là hết nha chị rồi nếu như chị nào quan tâm tới cái mảnh đất này Có tổng diện tích là 3.000 mét vuông Có 3 sổ ngang là 50 Phía sau của mình đi sâu vào là khoảng 60 Cho nên nó ra diện tích là 3.000 mét vuông Nó giá chủ gỡ bên em bán là 750 triệu cho 1.000 mét vuông Như vậy thì giá hành đất em tính hào tầm khoảng 2 tỷ 250 triệu nha Rồi anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho mình xem Thì còn bây giờ thì mình xem cũng xin kết thúc video nếu anh chị thấy phù hợp thì alo cho em tại vì vì tiết của mình thì nó đang rất là tóng luôn nè cho nên em cũng quay qua quay lại anh chị cũng nhìn thấy rõ rồi ha rồi em xin chào anh chị ạ